Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách yêu cầu hoàn tiền trên Shopee nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Shopee này. Rồi thì sau khi các bạn đã vào ứng dụng Shopee rồi á, bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục tôi này, cái mục hình đầu người ở góc dưới bên phải màn hình chỗ đây nha. Các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào cái đơn hàng mình mua, mình muốn yêu cầu hoàn tiền. Rồi bây giờ mình bấm vào cái đơn hàng đây, áo sơ mi tay ngắn đây, mình muốn yêu cầu hoàn tiền trên Shopee nha. Và nó cũng nói mình này, hãy nhớ kiểm tra đơn hàng của bạn. Nếu sản phẩm nhận được không đúng với mô tả, thiếu hàng hoặc bị hư, vui lòng gửi yêu cầu trả hàng hoàn tiền trước ngày 24 tháng 7 năm 2023. Thì đơn hàng này mình nhận vào ngày hôm qua nha, ngày hôm qua là ngày 21 tháng 7. Thì nó cho mình 3 ngày để mà các bạn có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền nha. Thì hiện tại mới hôm qua với ngày hôm nay thôi, nên mình sẽ yêu cầu trả hàng và hoàn tiền được nha. Rồi bước này các bạn bấm vào yêu cầu trả hàng hoàn tiền. Chọn một phương án này, trong đây nó để cho mình hai phương án. Tôi đã nhận hàng, hàng có vấn đề, bể vỡ, sai mẫu, lỗi khác mô tả. Ở dưới là tôi chưa nhận hàng, nhận hàng thiếu. Thì trong hai trường hợp này các bạn có thể chọn nha. Thì mình hiện tại thì đã nhận được hàng rồi, nên mình sẽ bấm cái mục đây, mục chay là cái mục đầu tiên này. Yêu cầu trả hàng hoàn tiền, áo sơ mi tay ngắn này, phương án là trả hàng và hoàn tiền. Lý do này thì các bạn chọn vào lý do nha. Ở trong đây nó có cho mình những cái lý do này: thiếu hàng, người bán gửi sai hàng, hàng bể vỡ, hàng lỗi, không hoạt động, khác với mô tả, hàng đã qua sử dụng nha. Thì trong đây nó có những cái nào đúng với các bạn thì các bạn chọn nha. Như mình thì khác cái mô tả nha, thì mình bấm vào khác cái mô tả này. Rồi mình bấm vào xác nhận này. Rồi sau đó tới cái mục mô tả này thì các bạn ghi vào nha. Mình mua cái áo này á, thì mình mặc nó không được đẹp và nó bị hở cái ngực á, nên mình sẽ ghi như vậy nha, là áo không như mô tả đi, ví dụ là như vậy nha. Thì cái này tùy vào cái tình huống, tùy vào cái đơn hàng mà các bạn mua nha, thì các bạn mô tả nó như thế nha. Mặc lộ ngực đó, mình đây mà để mình vào trong cái phần ảnh cho các bạn xem, là cái áo mình mua đây, mặt nó hơi bị trống cái phần ngực như thế này nè, nên bây giờ mình không thích nữa, mình muốn trả hàng đó. Mình không thích nó bị lộ ngực như thế này nha, nó cao lên một chút thì được, nên mình muốn trả hàng. Thì bây giờ mình vào lại này. Rồi ở dưới đây thì các bạn có thể thêm hình ảnh vào video nha, thì mình sẽ thêm ảnh. Các bạn có thể thêm một hoặc hai ảnh nha, thì mình sẽ thêm hai ảnh đi. Rồi bấm vào thêm này. Rồi sau đó các bạn nhập cái Gmail của bạn vào đây nha, sau đó các bạn bấm gửi yêu cầu. Chờ người mua trả hàng này, vui lòng chọn hình thức trả hàng và đơn vị vận chuyển phù hợp và gửi hàng trước ngày 28 tháng 7 năm 2023 nha. Rồi bây giờ các bạn bấm vào chọn hình thức trả hàng. Rồi ở trong cái phần hình thức vận chuyển này thì các bạn có thể chọn đơn vị vận chuyển này. Ở trong đây nó có cho mình ba cái đơn vị vận chuyển luôn nè. Thì mình sẽ chọn vào GNT đi. Ngày lấy hàng này thì các bạn cũng có thể chọn ngày mai hoặc ngày mốt nha. Ngày hôm nay là ngày 22 thì mình chọn ngày mai đi. Rồi bấm vào xác nhận. Gửi hàng tại bưu cục, tự sắp xếp. Rồi bước này các bạn bấm vào xác nhận. Rồi bây giờ nó để này, hướng dẫn trả hàng, vui lòng đóng gói. Quay video quá trình đóng gói sản phẩm kèm đầy đủ phụ kiện, quà tặng, hóa đơn, bút xốp, bóng khí để đảm bảo hàng nguyên vẹn khi vận chuyển, ghi rõ lên kiện hàng chữ trả hàng Shopee, mã vận đơn,
mã yêu cầu trả hàng, đơn vị vận chuyển sẽ đến lấy hàng tại địa điểm bạn đã chọn. Rồi bây giờ thì các bạn phải chuẩn bị cái hàng mà các bạn muốn trả nha. Đây ví dụ mình có một cái hàng đây, cái áo đây mình muốn trả này, thì bây giờ các bạn ghi như trên đây anh nói này, hướng dẫn trả hàng này, thì các bạn ghi đầu tiên á, số 1 này để là trả hàng Shopee, thì các bạn ghi lên đây là trả hàng Shopee nha. Số 2 là mã vận đơn, mã vận đơn chính là cái mã đây này. Đó các bạn thấy chưa? Đó các bạn cũng ghi vào đây. Rồi sau đó số 3 mã yêu cầu trả hàng này. Thì các bạn lướt xuống. Đây, mã yêu cầu trả hàng đây nha. Thì các bạn cũng ghi vào đây. Đó, các bạn ghi như mình nha. Thì sau khi mà các bạn đã làm theo hướng dẫn trả hàng rồi nè, thì bây giờ các bạn đợi ngày mai đơn vị vận chuyển sẽ đến lấy cái hàng này nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Video này thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách yêu cầu hoàn tiền kênh Shopee. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bạn nào thấy hay cũng như là hữu ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.